Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của LT Custom. Hôm nay mình muốn chia sẻ cùng các bạn cách custom phím gót lên giày AS1. Bản custom này được lấy cảm hứng từ đôi Vans phím gót của nhà thiết kế Jerry Lorenzo. Thì ông là founder của hãng thời trang phím gót, được thành lập từ năm 2011. Ông nổi tiếng vì các thiết kế của ông được lấy cảm hứng từ các tôn giáo, lịch sử và các nền văn hóa. Cái tên Fear of God được lấy cảm hứng từ một lần khi ông đi cầu nguyện cùng gia đình tại nhà thờ. Lúc đó cả gia đình cùng nhau bàn bạc một thứ gì đó rất là cao siêu ở trên trời, về Thiên Chúa, về vùng đất gì đó của Thiên Chúa. Có thể vì chuyện đó mà đã tạo ra một sự hứng thú cho ông. Từ đó ông đã nung nấu cái ý tưởng đó và lập ra cái tên thương hiệu là Fear of God. Theo mình hiểu nôm na, đó là sự tôn kính dành cho Chúa ở trên trời. Đôi giày này được phát hành vào năm 2017 và đó là một bản phát hành có giới hạn, không còn release lại lần nữa. Thì cái giá retail lúc đó là khoảng 300 đô, khoảng 6-7 triệu gì đó. Nhưng đó là giá retail thôi, bạn rất là khó mà có thể mua được đôi giày đó với giá đó với thời điểm hiện tại bây giờ. Bạn chỉ có thể mua lại với giá resale của các reseller tầm từ 1.000 đô, từ 20 tới 25 triệu một đôi. Thì mình thấy cái giá mà để trả cho một đôi Vans như vậy nó quá là cao. Tại vì nếu mà mình so sánh về chất liệu, về hình thức và độ bền của đôi giày thì nó hoàn toàn không có khác gì nhau hết. Chỉ có một dòng chữ chạy dọc theo giày là Fear of God mà thôi. Hồi trước mình đã custom một đôi Vans có họa tiết Fear of God. Thì hôm nay mình sẽ custom Fear of God lên đôi AS1. Giờ mình cùng làm với nhau nha.